Thầy rất buồn. Thầy bảo với các em một tin. Hôm nay là buổi học cuối cùng của năm học. Hẹn gặp lại các em trong năm học tiếp theo. Anh ạ, em thi xong rồi mà em về quê nhá. Còn làm được bài không em? Dạ tốt, trắc nghiệm em làm hết. Ất thì luôn thì nhìn theo. Chào các bạn, mình là Việt và đây đang là kỳ nghỉ hè của mình. Sau một năm học tập đầy vất vả thì dường như ai cũng háo hức được nghỉ hè để thỏa thích làm những điều mình muốn. Hồi còn nhỏ, một lần được nghỉ hè, mình đều có vài tuần được về quê thăm ông ba, cùng bạn bè chơi thả diều, bắt cua, câu cá và đặc biệt là ăn trộm mít. Còn thời gian còn lại ở nhà thì kịch bản của mình ngày nào cũng giống nhau, sáng và chiều đá bóng, buổi trưa trở nhà đi bắt ve sâu và ăn trộm xoài. Còn buổi tối thì Hư hồng con đồn được không? Có không? Hồi đó bọn mình có một lý lẽ rằng ăn trộm không phải là một cái tội, mà cái tội lớn nhất là để bị bắt. Và dù có bị đánh đòn rất nhiều thì nghỉ hè luôn là những khoảng thời gian rất vui tuyệt vời nhất đối với mình. Và bây giờ khi đã lớn lên thì kịch bản của nghỉ hè đã có phần thay đổi. Ông xã em number one. Ông xã sẽ yêu em hoài kể từ đây đến ngàn sau. Dù cho sóng gió giang lao, tình anh luôn mãi dâng cao. Như là biển lớn sẽ mãi mãi không cạn khô. Ông xã em number one. Ông xã sẽ luôn trung tình, chỉ mình em chẳng cần ai. Ngày mai đời có đổi thay, lời anh hứa chẳng phôi phai. Em đừng hờn dỗi. Và phải chăng làm trẻ em thì vẫn thích hơn? 10 năm trước thì là như vậy, còn bây giờ trẻ em đã khổ hơn rất nhiều. Tất cả cũng chỉ vì hai chữ học thêm. Cùng với sự phát triển của xã hội, mức sống của mỗi gia đình đều được tăng lên. Và cùng lòng yêu thương con cái vô bờ bến, bậc làm cha làm mẹ nào cũng không muốn con cái mình bị thiệt thòi và thua kém bạn bè, nhất là trong học tập. Trong suốt một năm học, các em đã phải học rất nhiều, nhét vào đầu mình ngổn ngang những kiến thức. Mỗi ngày đi học lại mang trên vai những chiếc cặp đầy áp sách vở to lớn và nặng nề. Việc đó chắc chắn đã khiến cho các em nhỏ cảm thấy rất mệt mỏi và khó chịu. Và dù nghỉ hè thì các em cũng không thoát khỏi nỗi kinh hoàng đó, khi hàng ngày bố mẹ lại gửi các em đến nhà thầy cô để học thêm và bồi dưỡng. Đến nhà cô Mai học toán. Đến nhà cô Hoa học nhạc. Đến nhà cô giáo Thảo. Cô giáo Thảo học tiếng Anh. Và đúng là như vậy, người khổ nhất ở đây chính là các em nhỏ. Và dù chẳng thay đổi được gì thì mình vẫn mong những bậc cha mẹ luôn biết cách quan tâm con cái sâu sát hơn, để cho các em có thời gian vui chơi thoải mái, được vui vẻ với bạn bè và có một tuổi thơ mà các em đấy xứng đáng được có. Và các bạn sinh viên, mình chúc các bạn có một kỳ nghỉ hè vui vẻ và học lại thành công. Ơi, có điểm ra em, tao bị học lại 4 môn. Thật ra thì không phải như vậy. Sự thật là mình học lại 5 môn.